Chuyên gia quốc tế nhận định rằng ngoại giao Việt Nam khôn khéo hơn Philippines. Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen Reacts. Các chuyên gia quốc tế đột nhiên khen ngợi cách xử lý khôn khéo của Việt Nam về các vấn đề ở Biển Đông so với Philippines. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, gần đây tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam vẫn chưa hạ nhiệt. Hai quốc gia này đều tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp trên quần đảo Trường Sa, nhất là Trung Quốc với đường 10 đoạn luôn cho rằng cả Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Trên Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc không ít lần đã có những cuộc đụng độ vô cùng gay gắt. Gần đây nhất là việc tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính. Khu vực bãi Tư Chính mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An thực chất là bãi ngầm và là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm sáu địa của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế 1982. Không hề nóng vội, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nêu rõ đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp hay có chồng lấn vì Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào để đưa ra yêu sách đối với khu vực này. Một nước đi bình tĩnh của Việt Nam làm thất bại mưu hèn kế bẩn của Trung Quốc muốn biến bãi Tư Chính thành khu vực tranh chấp vừa làm cho căng thẳng không leo thang. Tuy nhiên, cách hành xử trên biển của Philippines trong những ngày vừa qua khi giải quyết xung đột tại Biển Đông lại khiến Trung Quốc có cớ để leo thang căng thẳng thành đụng độ và răn đe quân sự. Và thế là các chuyên gia quốc tế lại lôi Việt Nam ra để so sánh. Các chuyên gia đã đưa ra câu hỏi, Trung Quốc và Việt Nam hợp tác rất tốt, nhưng với Philippines tại sao lại căng thẳng đến như vậy? Trong những năm gần đây, Philippines liên tục có những động thái khiêu khích xung quanh các đảo bãi đá ở Biển Đông. Xung đột giữa hai bên ngày càng leo thang căng thẳng, dẫn đến ảnh hưởng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhưng Việt Nam, quốc gia từng chiếm giữ nhiều đảo và rạn san hô nhiều nhất, lại hiếm khi xảy ra xung đột với Trung Quốc. Trong những năm gần đây, hai bên đã nhiều lần đạt được hợp tác phát triển tài nguyên đảo và rạn san hô, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên thân thiết hơn. Vậy tại sao Việt Nam và Philippines lại có cách tiếp cận và thái độ hoàn toàn khác nhau khi đối mặt với vấn đề Biển Đông? Việt Nam và Philippines có cách tiếp cận và thái độ hoàn toàn khác nhau đối với vấn đề Biển Đông là kết quả của nhiều yếu tố ở mọi cấp độ khác nhau. Thứ nhất, khi hoạch định chính sách về Biển Đông, lịch sử trao đổi quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Mỹ đã đặt nền móng cho chính sách của Việt Nam và Philippines. Đối với Philippines, thân Mỹ là một trong những truyền thống sâu xa của nước này. Mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Philippines, xác định rằng Philippines chắc chắn sẽ thường xuyên thách thức Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, xu hướng ngoại giao thân Mỹ và chống Trung Quốc đã khiến Philippines không thể thỏa hiệp trong vấn đề Biển Đông. Về phía Việt Nam, ngay từ khi bước vào thế kỷ mới, nước này đã bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. So với Philippines, lịch sử trao đổi của Việt Nam với Trung Quốc và Mỹ phức tạp hơn nhiều. Việt Nam là quốc gia duy nhất liên quan đến vấn đề Biển Đông có xung đột hoặc chiến tranh cục bộ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều này gây thêm bất ổn cho quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam và Trung Quốc với Việt Nam. Lịch sử trao đổi giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước, nhưng thời gian trao đổi với Mỹ lại ngắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ cuối thế kỷ 20, quan hệ Mỹ-Việt rõ ràng đã phát triển nhảy vọt. Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, hai bên nhanh chóng bình thường hóa quan hệ trao đổi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Năm 2000, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam hợp tác quân sự và thậm chí cả quan hệ ngoại giao tổng thể giữa hai nước bước vào một giai đoạn mới. Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ từ lâu đã là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam từ lâu đã ở trạng thái thặng dư thương mại với Hoa Kỳ kể từ năm 2009. Hoa Kỳ không ngừng tăng cường hỗ trợ đầu tư cho Việt Nam, quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển chặt chẽ hơn. Nhưng trong quá trình này, Hoa Kỳ không thể kiềm chế hay can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác quá nhiều. Lần công khai chỉ trích vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và thậm chí còn cố gắng thực hiện diễn biến hòa bình trong sự lãnh đạo của Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền luôn thận trọng trong quan hệ với Hoa Kỳ. Xét về quan hệ Trung Mỹ và vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã chọn con đường trung gian. Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ có thể kiềm chế và cân bằng Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có dè dặt với Mỹ và không mạo hiểm như Philippines vì Việt Nam hiểu rằng Trung Quốc là đối tác hợp tác quan trọng và không phải là quốc gia có thể tùy ý thách thức. Nên Việt Nam sẵn sàng hưởng lợi từ cả Trung Quốc và Mỹ hơn là thường xuyên thách thức điểm mấu chốt của Trung Quốc. Thứ hai,
yếu tố người lãnh đạo. Yếu tố cá nhân của lãnh đạo Philippines và Việt Nam cũng quyết định thái độ khác nhau của họ đối với chính sách ở Biển Đông. Trong khi các nhà lãnh đạo Philippines cho thấy sự thiếu khôn ngoan trong việc ngoại giao của mình, đặc biệt là Marcos, ông đã đánh giá sai tình hình quốc tế và lầm tưởng rằng các nước khác ở Biển Đông sẵn sàng đứng về phía mình và can thiệp vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam đã thể hiện một mức độ khôn ngoan hơn trong chính trị, nhất là trong vấn đề về Biển Đông. Dù là những yếu tố nào thì các chuyên gia quốc tế vẫn nhận định rằng sự khôn khéo, tài tình của Bộ Ngoại giao Việt Nam đáng ngưỡng mộ, định hướng chính sách đối ngoại của một quốc gia cuối cùng lại phụ thuộc vào lợi ích. Điều này xác định tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới. Sự cạnh tranh giữa các nước về lợi ích trên Biển Đông sẽ tiếp tục diễn ra. Đó là một số phân tích của các chuyên gia quốc tế. Vậy trước những thông tin này thì cư dân mạng của một số các nước đã có những phản ứng gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Nếu Philippines và Việt Nam thực sự muốn gây chiến với Trung Quốc thì rõ ràng họ không có lợi thế. Vì vậy, khi sức mạnh toàn diện của hai nước này bị hạn chế, Philippines và Việt Nam nên lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước khác. Philippines nên học các ngoại giao của Việt Nam trên Biển Đông. Không phải cứ đánh nhau bằng chân tay là giỏi đâu, phải đấu bằng võ mồm nữa đấy. Philippines sao có tuổi so với Trung Quốc, cứ thích đi khiêu khích với Trung Quốc làm gì, bạn phải biết mình đang ở đâu chứ. Philippines thân với Mỹ tất nhiên đối đầu với Trung Quốc là điều đương nhiên mà, nhưng mà họ chưa khôn khéo trong vấn đề ngoại giao thôi, ngoại giao ổn là ok mà. Mỹ mạnh về quân sự là đúng, nhưng Philippines chưa chắc đâu nha, bạn nên học cách ngoại giao của Việt Nam ý, khôn khéo và tài tình. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây luôn khá mâu thuẫn. Việt Nam lại khôn khéo hơn rất nhiều trong việc mượn tay nước Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam cũng rất cứng rắn trong vấn đề Biển Đông, nhưng lại có cách ngoại giao khôn khéo đến mức không làm mất lòng Trung Quốc. Việt Nam là một kẻ khôn ngoan đáng gờm mà chúng ta cần phải cảnh giác, chứ không phải là một con chó trung thành đi cắn bừa như Philippines. Vì Việt Nam đã đánh với Trung Quốc, nhưng Philippines thì chưa. Một phần cũng là nhờ vào tài ngoại giao khôn khéo, luôn lách của Việt Nam. Đâu phải cứ mang tàu ra đánh là oai đâu, phải vừa đấu tay vừa đấu mồm như Việt Nam ý. Thực tế, Việt Nam kiểm soát được nhiều đảo nhất và cảm thấy rất hài lòng. Họ nói ít làm nhiều, âm thầm xây dựng và mở rộng đảo, âm thầm làm kinh tế để trở nên mạnh hơn. Đây là cách làm đúng đắn. Đối với Philippines, sự hỗ trợ từ Mỹ giống như tiếp thêm động lực khiến họ ảo tưởng rằng dù có gây chiến với Trung Quốc, thì Mỹ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, nên họ ngày càng kiêu ngạo. Trung Quốc và Việt Nam quả thực đã có một số tranh chấp về vấn đề lãnh thổ, nhưng nhìn chung thái độ của Việt Nam rõ ràng tốt hơn nhiều so với Philippines. Trên thực tế, nếu nhìn vào tình hình tổng thể đối với Việt Nam, bãi Tư Chính nơi quân đội Trung Quốc đóng quân nằm gần bờ biển của Việt Nam hơn. Nếu chúng ta thực sự muốn nói về các mối đe dọa, Việt Nam có thể cảm thấy mối đe dọa lớn hơn từ Trung Quốc. Nhưng Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng hy vọng hai bên sẽ hợp tác để đảm bảo hòa bình gần bờ biển và sự toàn vẹn của khu vực Biển Đông. Đừng vui mừng quá sớm, mục đích chính hiện nay của Việt Nam là phát triển kinh tế mà thôi, càng chống Trung Quốc thì Mỹ càng cho nhiều. Tất nhiên, Philippines chọn chống Trung Quốc, Việt Nam cũng đã nhảy nhót ở Biển Đông hơn 15 năm trước và cần môi trường ổn định để phát triển kinh tế của nó. Nếu Việt Nam mà hợp tác tốt, thì chúng ta sẽ không cần xây tường biên giới, chỉ là không làm gì được Việt Nam mà thôi. Việt Nam là một nước có tư tưởng rõ ràng, bây giờ họ cũng muốn phát triển kinh tế, nên việc duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc là rất cần thiết. Trên thực tế, sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản dành cho Philippines là rất ít. Điều này đã khiến sự phát triển của chính Philippines bị hạn chế rất nhiều. Tôi thấy trong những năm gần đây, thay vì nhận ra mấu chốt của vấn đề, các nhà lãnh đạo Philippines lại chọn cách tiếp tục phản đối Trung Quốc và không ngừng khiêu khích Trung Quốc. Điều này chả giải quyết được vấn đề gì cả, cứ như Việt Nam lại hay đấy chứ. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam với sự đồng thuận hòa bình đạt được và sự phát triển kinh tế thương mại theo chiều sâu. Đương nhiên, hai nước ngày càng đi lên, nhưng đối với Philippines, họ không thể đạt được sự đồng thuận đối với Trung Quốc. Vậy nên, họ không có tiếng nói chung. Mặc dù trước đây chúng ta có một số mâu thuẫn với Việt Nam, nhưng Trung Quốc và Việt Nam luôn hợp tác phát triển thương mại và phát triển kinh tế. Trong tình hình này, các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam cũng đã thể hiện sự chân thành hữu nghị đối với Trung Quốc,
Khi hai bên có thái độ thân thiện và hòa bình thì việc đạt được sự hợp tác sâu sắc là điều đương nhiên. Philippines hoàn toàn trái ngược với Việt Nam, đất nước này liên tục khiêu khích Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Thực ra mà nói, không thể đẩy trách nhiệm này thuộc về Trung Quốc được. Philippines và Việt Nam đều là các quốc gia xung quanh Biển Đông và cả hai đều có tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng mà đối với Việt Nam, thái độ của Trung Quốc khác hẳn so với Philippines. Philippines nên hỏi Việt Nam về mẹo ngoại giao. Biết tại sao Việt Nam vẫn không bị lung lay không? Một phần do họ vững lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Hậu quả từ các tranh chấp trước đây với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông vẫn còn hiện hữu. Hơn nữa, nếu bây giờ xảy ra mâu thuẫn với Trung Quốc, không chỉ tình hình trên biển không yên ổn, mà e rằng sự phát triển kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi nghĩ cái cô ngoại giao Việt Nam vừa xinh lại vừa giỏi, Philippines cũng nên sử dụng mỹ nhân kế như bên Việt Nam, có khi lại xoa dịu được Trung Quốc. Trong bối cảnh này, việc các quốc gia khác lợi dụng Việt Nam để khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ không chọn đứng về phe nào giữa các cường quốc đâu. Việt Nam nhìn nhỏ bé vậy thôi, chứ thông minh lắm. Trên đây là một vài ý kiến của cư dân mạng quốc tế. Tất nhiên, ngoài những bình luận phía trên, thì rất nhiều anh hùng bàn phím của các nước khác nói những điều vô nghĩa, chỉ biết lặp đi lặp lại câu thần chú, Biển Đông là của Trung Quốc, ai mạnh thì người đó cướp được nhiều hơn thôi. Chúng ta cũng không cần quan tâm đến những anh hùng bàn phím này làm gì cho mệt người cả. Tất cả người Việt Nam đều nhận thức rõ, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam chúng ta xây dựng hay mở rộng đảo trên quần đảo của mình thì không nước nào có quyền can thiệp. Các bạn thấy những ý kiến phía trên như thế nào? Hãy comment phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.